Xin chào mọi người đã quay lại trở lại với kênh của Thế Giới Vạch. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cách cài đặt cái máy driver của máy inbuilt Xwinter Q260. Thì mọi người cũng hãy cùng theo dõi video này. Thì cách cài đặt nó khá là đơn giản. Thì đầu tiên là mọi người sẽ vào trang của thegioivach.com. Rồi mọi người sẽ vào cái mục là hỗ trợ kỹ thuật và driver. Mọi người sẽ kéo xuống phía dưới. Ở ngay một là Xwinter, driver Xwinter Q260, mọi người sẽ bấm là tải về. Thì nó sẽ trở ra một cái đường link của Google Drive và mọi người sẽ tải về theo đường link này. Mọi người sẽ bấm download ở đây. Đó là cái driver, nó sẽ được tải về máy tính. Thì ở đây em đã tải sẵn cái driver của Xwinter rồi, thì em sẽ tiến hành em giải nén ra. Rồi, mọi người sẽ bấm cài đặt. Click đúp vào ha, hoặc là chuột phải mình chọn Open ạ. Mình sẽ chọn Yes ở đây. Nó sẽ hiện ra cái bảng cài đặt. Thì mọi người chọn I Accept, cái điều khoản, chọn Net. Chọn Net luôn ạ. Mình chọn Net luôn, bấm Install. Rồi mình sẽ bấm Finish để tiến hành cài đặt cái driver. Thì tùy theo cái hệ điều hành mà anh chị đang sử dụng để mình chọn được cái đúng cái hệ điều hành đó, Windows 7 hoặc là Windows 10 hoặc là một số hệ điều hành khác như là XP hay là Windows Vista. Mình sẽ chọn cổng kết nối là cổng USB. Anh chị hãy cắm USB vào máy tính rồi mình ấy tiến hành cài đặt nha anh chị. Mình sẽ chọn là XP là 80C. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành là mình chatbot ha. Thì khi mà chatbot như vậy á thì là máy inbuilt nó sẽ báo là cái bọt của nó là USB 008 và anh chị sẽ tiến hành anh chị cài đặt install now. Rồi nó sẽ báo là thành công và anh chị sẽ bấm Yes thì nó sẽ in ra một cái đoạn inbuilt test. Ở đây là cái đoạn là báo là cài đặt thành công. Thì cái quá trình cài đặt cái máy inbuilt Xwinter Q260 đã hoàn thành thì anh chị có thể là tiến hành sử dụng với là cái phần mềm bán hàng của mình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Mọi chi tiết về vấn đề hỗ trợ kỹ thuật, anh chị có thể liên hệ Thế Giới Vạch theo hotline là 1900 3438. Cảm ơn anh chị ạ.